Thì Đúng bữa giờ rồi, cũng thế 44 người còn chứ, bữa giờ có hơn chó đâu. thế Bữa giờ cũng đâu có hơn đâu. ủa 48 người Đào đào đâu ra 48 người cái vui này vậy? cuối này 50 người mà 50 người nhưng mà đéo bao giờ nhanh có chuyện rồi online quá 45 người. hôm nay nhanh rồi, hôm nay nhanh rồi, hôm nay ăn được đấy, hôm nay khả năng ăn được đấy, khả năng cao là ăn được. 43 gui này mà online chừng chừng có 40 Sáng người. quá Ủa đâu 44 người là thấy dữ lắm mà. thông báo tin vui cho các bạn là trắng xóa nhá, Nào. vâng vâng trắng xóa rồi, ok. Còn mấy con Bốn nữa mấy là người mà toàn toàn lẫn clone vào không nè, mấy dưới toàn clone không nè, thực vậy à chúng mày hồi chơi em sầm quân này mình bên đây cũng clone không, tính ra quân mình bên đây là clone chứ. chứ mình ngon lành gì đâu mà giờ chơi người ta. Nhìn cái bảng lương hàng tuần là mình biết mà. Mình hơn clone chứ bạn cơ. Mẹ cờ lon xịn hơn chút à. Rồi clone sẽ cũng được. Clone trăm chín mấy ca. Nói chung là cũng không có chê trách gì, vui đâu, cũng hàng hàng lương hạng hai của Liên Minh là cũng ra gì rồi. Hai có trăm mấy chục cà rau. Hạng hai của Liên Minh sao lại 100 mấy chục cà rau, nhiều mà. Ủa nó trả mình con trăm mấy chục cà rau mấy. 100 mấy chục cà rau là đội của mình ít lương, chứ còn hạng hai của Liên Minh là tổng lương nè, được rồi, được nhiều mà. Mình lỗ phải Jumo mà Jumo biết đấy. 656 cà rau nè, Vigilin là 902. Tắt auto quay lại quay lại quay lại. Nebula cũng nhiều nè. Nebula Nebula 476. Còn Hanover thì thôi 232, chắc lương của một hai thằng gì đó. Căng. Mấy vui kia mấy chục rào thôi khỏi nói luôn. là cố gắng thôi chứ sao vui chứ không chịu. Rồi, giải tưởng. 15 cây, 12 phút 15 cây. Nếu không ai trụ cột thì mình thấy là trụ cột của vui. Thằng trường còn đây Mình trước có 25 TH, nay mất 25 TH qua kia nữa, chết cơm thật. Hai về hai phải trước bên đấy ạ. Bên đây nhưng mà Ừ. ốp không ạ. À? Anh là thằng chính thợ mà ông là có ở cao tao không hay là qua kia đấy. Thôi người ta đi thôi nói gì. Sống mà. Cốc này Mình cốc tự lo kia. thân mình chứ ai lo thân mình vậy. Vợ mới đi làm vợ đủ quá, nào mua đồng hồ lên cao dữ em, tranh thủ bán đi anh em. Mấy bảo các bạn ôm đồng hồ mà không ai chịu ôm đồng hồ. Rất đẹp mày, ai biết nó lên hay nó xuống mà ôm. 40 Có đâu, số lắm hả? 40 cờ rạ, 40 kim cương, tờ đấy 40 kim cương thì bạn bảo là mua 40 kim cương vào vào ham có lời luôn. Và Năm con boss rồi nhá, năm con boss, năm con đâu boss thì vậy boss vua đi nhá. rồi. À, mà bên bạn còn đi được ba con còn đỡ tức, bên đây biết Không năm đi con được boss cái mình nào đỡ các bạn, tức đi được con nhện, khác. lại thêm một con ngựa nữa này thì cũng mát, nhưng mít năm con boss vì cái boss vui này sợ nhỉ. Đi đi thôi. Hay chat kêu nó bỏ cuộc mẹ nhờ. Ngáo hả? Tự nhiên giờ chuẩn bị boss chết đây bắt bỏ cuộc. Đến đầu thấy đụng nó giống giống thua lắm. Thua nào được, thua 14 phút mà quýnh 20 cây, giờ còn 4 phút quýnh 7 cây Hôm nay mà là thua. hôm nay thắng chắc, hôm nay thắng chắc luôn, hôm nay thắng chắc luôn. Một phút là được một Chưa cây biết mười, đường thua kiểu gì mười luôn á. phút, mười phút là 13 cây, nữa là được Hôm một nay cây mà là không được năm thắng là cây. mẹ mày cay ác luôn á chứ. Mình thắng là thắng rồi, hôm nay là mình. Sách vô đi lên nè, nó phải sắp chết đi kìa, đâu ấy. Tưởng giao tục ADC lá phong rồi chết trăm bình thuốc này. Họ lát nó giỏ bụp cây coi bên chỉ lý tay trái mày tài kiếm không Để
chưa? Được, chắc là được. Nó quýnh tao, không bóp quýnh tao này nào bay. Cái tự xích bàn đó thôi. Hết mẹ máu. Dính dùm mồ. Không chưa, thắng đúng xịn đâu chứ chưa. Thăm baby không bay được à? Con gì chó hả? Nhờ em mà hết máu rồi. Nhờ anh thì ai tăng giá được? Biết là cái nào ấy nhỉ? Cái biết là cái nào ấy nhỉ? Ai biết cầm bút được cầm một cái, tôi cũng cầm bút đấu. Cái cả đường chạy thế. Tôi chạy qua bên đây mà để cho nó. Đang bút kìa. Bút máy à kìa đây. Nó quấn tôi rồi, tôi sợ. Mất máu thì tôi chạy qua lại, không sao đâu. Tôi còn bao hiếm đây mà. Còn bên ti chưa xài nữa. Sao? Ai chết bút đam rồi lại. Bảy phút được á. Hồi nãy 10 phút còn 14 cây, giờ 7 phút còn 10 cây. Nào điều vậy? Thế tính toán là còn thiếu một cây đấy. Còn thiếu. Mình em mình bạn đừng nhặt con đấy nữa. Để tôi lên nhặt thôi, nó vào kho lên mình. Có điểm bán được ra được. Ok ok. Thì ra ra được 91 bắn ground chia 3 luôn á, chuyển cho đằng kia luôn á, dưới hết. Chia 3 gì đồ mẹ, tính gì ghê vậy trời. Tính gì tự nhiên 3, muốn ao ghê quá vậy. Ôi nhưng mà ông hết baby này, cho hết baby này. Không cho baby này. Ở đây đâu? Thằng baby trong nhóm mình hả? Mới vô sao à? Thằng baby là ai vậy? Thằng baby là... Soraka mới trong đội được thôi, bên đâu trong đội đây, bạn thua à? Hết baby là ai đi? Này ơi, bây giờ ông đang ngồi trong đây nè, anh Bi nè. À. Tôi sao mình không biết gì, tôi không lên tiếng được. Thả đi chết cái là trong này mà. Có cả hơn Bi này. Ngồi nè. À, đối với Bi mới vô. Cá mới từ chỗ này đó. À. Bi đi chung với Sonya mà. À, bảo sao tôi lạ lạ. À, tí một. Tí một. Bạn ngửi thấy mùi gì chưa? Tôi nghe phang phảng các bạn ơi. Tôi nghe thấy mùi chia 11 thôi. Chưa rõ lắm. Chưa ba tôi lấy mùi chia 11 rồi đúng rồi. Bạn ơi. Mùi này nó thơm. Thơm. Yêu à? Ê. Yêu kìa. Má hai con. Bạn chụp hình đi, bạn chụp hình đi. À. Chụp 11 nhá. Ba người thôi à? Thế tôi ấy tôi đi rồi được chụp. Ồ, đâu mà ba người, chỉ hai thôi. Mình đâu có trong nội đâu mà chứ má. Còn tốc độ thì nhặt gửi về con với mình, cú mình luôn. Ờ, có tốc độ ơi. Hợp lý. Đó, kêu cá nhắn, gửi cho cá rồi xong. Hút 7 cây này, sống xong cây này chưa nay đủ mà. Rồi, tôi đi xong rồi, tôi vào tôi săn boss đây. Mình đi vào nhanh, mình đi vào nhanh. Cần chưa? Mình đi vào boss. Ngựa chó nhiều lắm. Ăn con ngựa 3 giờ nhá. À. Nào trước. Dựa chân cầu 3 giờ đi. Không, còn có hàn chó nhân sao. Và xem, ui này, bé phun mẹ rồi. À rồi vào. Xem nào, con nào trước đây, con bình mới nhất nha, con mấy giờ đây? Con ngựa. 3 giờ. 8 giờ đi. 8 giờ chứ, ngựa là 4 rưỡi, 5 giờ chứ.
Lê Phương Anh gì không quýnh kìa, chuẩn bị bị kích khơi vui kìa. Chú Demon. Đồ rồi. Ai là thằng 4 phút, 4 phút còn 1 phút rưỡi không đến chậm nhỉ? Cái này. 4 phút 4 giây. Ôi bọn chứ bọn đang ăn rồi, đang xong mẹ rồi. Má nó mất bánh xe rồi. Con đu bánh xe rồi. Con chó đây, xong ra xong xong chó đi. Cho mấy giờ nhỉ, cho chỗ nào nhỉ? Chó ra từ lâu lắm, giờ sao không còn nữa. 3 giờ còn không? Ra 3 giờ còn không? 3 giờ chân cầu còn không? Còn. Anh em ơi, qua video lần ra 3 giờ chân cầu còn không? 3 giờ mất rồi, alo. Ờ, ok ok. Thế con còn xem, check con chó nhé. Con chó ở đâu? À, con chó không biết đâu. Cái anh chảy từ nạc chứ nhở? Từ nạc còn được ai không? Còn nợ một người. Bao nhiêu đó? Nợ Win V 5 lít. Bây giờ đợi ai nữa nhá? Trang Trường hay là có tham gia nhóm không á? Chút nữa nhắn thôi không được. Biết tham gia thôi. Để hỏi thử mấy người tham gia mới tham gia vô. Cần vào nói chuyện hay là chưa cần tham gia đấy? Hả? Cần đòi vào không vào nói chuyện hay mà tham gia đấy? Chào nó kẹt cái này. Con nào còn sống hết tàu biết này? Ai... Tám kìa. Chả thấy con nào. Mở vác lên đi ngồi rồi này. Chí bộ đang ăn này. Tôn chỗ cần ngựa nhà mình ấy. Thắng rồi. Thế mà ăn thế không nói. Ở bên bạn bật mát lên nó nhún chó kìa. Nó ăn rồi, bây giờ đông lắm, tụt thẳng cơ. Thế bạn phải nói lên là bot ở đây, bot đây chứ mình đi tìm định vị chả thấy gì. 1 phút mình vặn được thôi, mình vặn ra xong lại chứ nó. Tao thì con chó mà thấy bọn nó nửa cây à. Rồi mẹ lúc Karuta nghỉ ngơi thì nhịn chút đi. Con chó góc kia kìa. Chó số 8 ấy. Ờ, số 8 đi, số 8 đi, số 8. Không thấy, không thấy. Đi ăn từ 3 phút, 1 phút gì đấy mà. Ờ, khỏe lắm. Ăn tới 3 lần, mình giờ là ăn được tiên, mẹ vui dữ vậy. Ôi, tất cả rồi, yếu rồi. Mất một lượng DPS của nó thịt quá nhiều. Ui, nhanh nhanh, cưng. Cái chỗ kia. Ủa, tao nhặt được cái này. Không nhặt cái gì hết. Nhặt có cứt à. Nhặt S không? Anh nhặt được cái gì cả? Nhặt được cái cục chế độ. Cái gì ngon không ta? Không có gì ngon hết. Đã có gì cả. Thằng ma. Thằng cái đồ chế thôi. Chứ không có cái gì đó. Thôi ra thôi. Thấy như là ngủ hang chó rồi bạn ơi. Ừ cũng thấy. Hết rồi đúng không? Hết rồi, cay nhờ. Cái tầm này đi nốt vậy, xuống có làm không? Không biết chưa? Chưa. À, đang làm thôi mà. Thì làm quay thì mình đánh nhà anh em thì cũng được đấy, khá khá. Chụp hình check in lên đi. Thôi cả. Ui, 5 cái thua ấy. Chùa.
7 cục kìa. Cần vui được bao nhiêu cục đây? 6k điểm vui. 36 cục tia. 9 tia, 9k điểm vui. Ôi, 150 rồi, 20k nữa thôi anh em ơi. Mở ra được có 4k điểm vui, quá bèo. 4k điểm vui, ôi thế là nay mà nhờ đi được hai vui thì ngon này, nay mình đã chơi được một vị hai vui thì ngon. Và vị chơi lần đây nữa hả? Chơi lần đi rồi, đi xong trước mình rồi. Tăng ca nó thôi là cứ tăng lên rồi. Bảy cho cục kia rồi, quá tuyệt vời. Nay thứ mấy hả? Nay thứ bảy hả? Mai anh mua tiền nhỉ? Có ba mấy cục rồi. Thế này thì ngon rồi. Mỗi tuần 10-15 cục. Mua mất vui. Ủa phải nhắn chỉ cần nữa thôi. Chỉ cần vô đi post hay là vô nói chuyện. Đấy chút nữa chút. Rồi cơ. Với mấy đầu tiên à?